Hello, em chào toàn thể quý anh em nha anh em. Em mới nhận hàng về, em nhập được một mớ ghi đông quay thái 2 lá 4. Ghi đông quay thái 2, quay thái 2 lá 4 nha anh em. Thì cái ghi đông quay thái 2 lá 4 này á, thì nói chung chắc là nó sẽ xa lạ với một số anh em á. Anh em nhìn cũng sẽ mắc cười á. Nhưng mà đặc biệt cái dòng này nó nếu mà chắc là rất là quen thuộc với lại những anh em ở Cà Mau ha, tại vì anh em Cà Mau chơi dòng quay thái 2 lá 4 này rất là nhiều. Ghi đông quay thái 2 lá 4 này nó có cái mã là 53100 gạch KRS gạch 601 ý 610 Made in Thái Lan. Đó. Thì nói chung á là cây ghi đông quay thái 2 lá 4 này á lắp em đã lắp lên chính xe nhà của mình là chiếc quay thái 110 màu đỏ đen của em đó. Thì đã qua trải nghiệm một thời gian cũng khá là dài, tầm hơn 2.000 cây rồi. Cảm nhận ok, chạy đầm, không rung tay, cũng không có cong vênh và lắp áo rất là chuẩn. Cho nên là em mới quyết định bán cho anh em. Thì cây ghi đông này nói chung là nó dễ dàng lắp đặt và nó không có rườm rà gì. Đó, thì giá nó cũng hợp lý. Thì em báo giá với anh em luôn. Một cây ghi đông quay thái 2 lá 4, hàng chính hãng Honda Thái Lan. Có dưới giá, em bán dưới giá là 550.000 một cây. 550.000 một cây ghi đông quay thái 2 lá 4 nha anh em. Đây, em có khui bịch ra một cây em quay cho anh em coi. Đây là cây ghi đông quay thái 2 lá 4. Lắp được cho tất cả các dòng Alpha, quay ZX, đặc biệt là quay ZX nha anh em, tại vì cái bản chất của cây ghi đông quay thái 2 lá 4 này đó là nó là thắng đĩa. Cho nên là nó có một cái bát đi ra nè, giống như cái lông đền sổ khỉ thắng đĩa gì đó, kẹp dây dầu vô. Còn những anh em sử dụng thắng đùm á thì cứ bỏ qua cái này đi. Thì cứ lắp vô như zin thôi, đừng có quan tâm tới cái này là xong, không có gì hết. Thì cái ghi đông quay thái 2 lá 4 này nó không có xài sọ khỉ rời, mà nó cái sọ khỉ của nó đó là nó dính với cây ghi đông như thế này. Đó. Dính với cây ghi đông như thế này, nói chung là nặng nha anh em. Cái râu của nó thì giống y chang như râu quay 110, râu sọ khỉ giống y chang râu sọ khỉ quay thái 110. Đó. Đó. Lắp lên xe nói chung là những cái bát này nè anh em, những cái bát mà để ráp hai cái đồng hồ nè, ráp cái đồng hồ đồ nè nghe anh em, nói chung là chuẩn lắm nha anh em, chứ không phải mà si ba chao đâu nha anh em, ráp chuẩn lắm nha, ráp cái đồng hồ vô cái bát này nè là chuẩn như zin luôn. Thì khi nào mà anh em nào có nhu cầu sử dụng, em sẽ kết bạn Zalo với em đi, em sẽ gửi cái ảnh mà em lắp ráp trên chính chiếc xe nhà của em đó, để cho anh em thấy mà anh em có thể dễ hình dung đó. Còn hai bên đầu này nè là vẫn có lỗ bắt gù quay thái vào đây nha anh em, có lỗ bắt gù nha. Nói chung là bao anh em chạy đầm, chạy không bị rung tay này nọ nha anh em. Đó. Lỗ chân kính đồ tất cả là như zin. Đó. Bản chất nó là ghi đông zin mà, màu gam thì 7 màu, xanh đỏ tím vàng. Đó. Ok nha anh em nha. Và cây ghi đông quay thái 204 này á thì em bán với giá 550.000 một cây và đúng hàng chính hãng Honda Thái Lan, sử dụng ngon, bền, rẻ. Nói chung là thích hợp cho những anh em không thích rườm rà, không có xài cao su, không có xài ốc. Đó, chỉ một cây ghi đông, anh em về sọt con ốc, con tán sọ khỉ sọt vô, bắn vô cây chẳng ba là lụm gạo thôi. Đó, anh em sử dụng được cho tất cả các dòng quay pha nhỏ, quay thái 110, quay ZX, quay A cộng gì sử dụng đều được. Thắng đùm á thì không cần, thì nói chung á thắng đùm á thì cái râu này cũng không có cần tỉa bỏ gì hết, cứ để nguyên bản làm gì mà lắp. Thắng đĩa thì lắp kẹp cái bát dây dầu vô đây là lụm rồi xong. Ghi đông quay thái 2 lá 4 giá 550.000 cây nha anh em, mến chốt hú hàng đó. Chào anh em nha, nhanh gọn lẹ xúc tích.